kết nối với các lá khác của cây thông qua các gần lá. Các lá có thể truyền tín hiệu theo dõi dọc theo các gần lá, như một hệ thống thần kinh giản lược. Khi nguy hiểm đến gần, chúng sẽ cảnh báo đồng đội kích hoạt ngay cơ chế phòng thủ. Ngay sau đó, cây thuốc lá bắt đầu tiết ra độc tố nicotine. Chất hóa học này có thể làm tê liệt những ấu trùng, làm cho chúng trở nên chậm chạp trong việc di chuyển. Ngoài ra, nicotine còn khiến ấu trùng phát ra mùi hương đặc biệt, thu hút các loài động vật khác đến hỗ trợ. Trong đó, bao gồm con châu chấu chân dài chỉ có 2 mm và thằn lằn đuôi roi. Bất kể kích thước của chúng như thế nào, những loài động vật này đều ăn những con ấu trùng bướm. Rõ ràng, chiến lược đã hiệu quả vô cùng. Những con ấu trùng không có bất kỳ sự cảnh báo nào, chúng nhanh chóng bị tóm gọn. Nhờ vào chiến thuật này, cây thuốc lá tiếp tục phát triển, cho đến khi nguồn lực cạn kiệt.